Hi, hi, xin chào tất cả mọi người. Xin đi hi, xin đi hi. Xin đi hi. Chào, chào, chào con tôi. Con tôi chán đời thiệt chứ. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ gia đình của mình đang có mặt tại cái Fair Country mọi người ha, của San Mateo. Bây giờ mình đưa gia đình của mình vô bên trong chơi và tham quan để chơi các cái trò chơi đó cả nhà. Bữa nay mùa hè rồi đó. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng xem video ha, cùng đi chơi với nhà mình bữa nay ha. Thì mình mua vé trước rồi, bây giờ mình sẽ trình vé ở đây và mình sẽ đi vô cổng và sẽ xét và xếp hàng và cho người ta họ xét đồ ở đây nha cả nhà. Thì mình sẽ đưa hết đồ của mình ở đây cho người ta họ xét giống như là đi lên máy bay vậy đó cả nhà. Thì người ta họ không có cho mình đem nước vô nữa ha, đồ ăn người ta cũng không có cho đem vô luôn. Thì mình sẽ đưa ba lô sách của mình, áo khoác rồi gì đó mình phải cởi ra hết để người ta họ xét, họ xét kỹ lắm nha cả nhà. Vì an ninh ở đây là rất là kỹ, người ta họ sợ mình mang vũ khí á, súng dao đồ vô bên trong á, người ta họ sợ khủng bố đó cả nhà, cho nên người ta họ xét rất là kỹ. Sau khi mình xét đồ xong đó, mình được vô bên trong rồi thì mình sẽ check in vé ở đây nha cả nhà. Thì mình đã mua vé, đặt vé trước ở trên mạng rồi, cho nên là bây giờ mình chỉ đem vé mình check in ở đây thôi thì mình sẽ được vô bên trong. Họ sẽ xét vé mình thêm một cổng nữa thì hai cổng. Thì để được vô chỗ khu vui chơi này mình phải trải qua ba cái cổng, một cổng giữ xe, một cổng xét đồ và một cổng xét vé nha cả nhà. Thì tổng thể là ba cái. Thì từ 13 tuổi cho tới 61 tuổi là 20 đồng một vé. 62 tuổi cộng trở lên thì 15 đồng một vé. Còn dân là còn trẻ 6 đến 12 tuổi là 15 đồng một vé ha cả nhà. Còn children 5 tuổi dưới thì phi, không có tốn tiền. Như Sydney nhà mình thì không có tốn tiền, nhưng mà mót kẹt nhà mình thì phải trả tiền 15 đồng một vé ha. Thì sau khi mình check in vé xong xuôi rồi thì mình sẽ đi vô cổng và mình đưa vé của mình cho người ta họ xót cả nhà ha. Thì mình sẽ đưa vé cho người ta họ check á, họ có cái máy á, thì người ta họ check và sau bỏ vô cái thùng thì mình sẽ được vô chơi. Thì vô trong đó thì trò chơi thì mình phải mua riêng nữa ha, mình muốn chơi gì mình muốn vé đi nữa, còn cái này là vé để mình được vô cổng thôi. Vé được mình vô cổng mình chơi trong cái chỗ này thôi, còn mình vô trong đó mình muốn mua sắm cái gì hay là chơi cái gì thì mình đều phải mua vé hết lại
mới được chơi nha cả nhà. Ở đây nó có cái cuốn sổ tay nữa cả nhà nè. Thì cuốn sổ tay nó sẽ hướng dẫn cho mình chơi cái gì, giá giá cả như thế nào ha. Sophie, bạn của ông xã em. Ôi thời tiết mát quá Đôi bạn thân, đâu bạn thân đất thân mới gặp nhau. Ở đây người ta họ có mấy câu lạc đà cho mình cởi nữa cả nhà ha. Cho mấy đứa đất cởi á, người lớn mình cũng cởi được nữa. Dễ thương quá ha. Bây giờ mình sẽ đưa các con của mình vô cái chỗ San Mateo Country Fair ấy, cho con mình nó coi mấy con thú ở cả nhà. Ở trong nó có mấy con thú dễ thương lắm, mấy con ve, mấy con dê á mọi người. Cho con mình nó chơi nó coi ha. Trời, anh có mùi thịt nướng không, nghe nó thơm dễ sợ luôn, đừng kia kìa. Dạ em đói bụng, đói bụng, em nghe đói bụng rồi đó. Hà, em nghe đói bụng. Cái này là mấy con gà. Call me when you guys get in and we'll let you. Đi thẳng tới đằng kia con kìa. Ờ đi thẳng tới đằng kia kìa. Ê chị, à hả? Ê chị, ấy chị quýt xích nghe. Cái này là bắp á cả nhà. Có hột bắp á. Xin đây con lớn rồi, con không có chơi cái này được ra, đi tới chơi cái khác. Ờ cái đó baby dành cho baby. Vô xin đi. Lại đằng kia kìa. Ấy chị. Con gì đó? Con gì vậy? Con gì vậy? Ở đây nè. Con này con gì? Bà lắc thế chà. Nó chết rồi hả? Trời mấy con hay quá cả nhà. Sao nó ngủ hết trơn vậy? Nó mệt quá hả? Xin hãy đụng nó đi con. Xin hãy đụng nó đi. Xin em muốn đụng nó không? Xin em muốn đụng nó không? Cái chỗ này người ta họ làm cho nó ấm á, để cho mấy con gà con nó nở ra đó cả nhà. Trời, cho nó mặc đồ nữa hả trời. Nãy cái con heo kia nó còn vuốt nó vuốt cái bụng đó, anh nghe nè. Nó vuốt cái bụng nữa. Rồi đi. Sao cái con này được sướng quá vậy, được nằm một mình vậy? Thank you. Ấy chị.
Con gì vậy? Con gì vậy Sydney? Đó con gà đi. Con gà gì vậy? Con gà gì vậy ta? Anh cái con này con gì vậy anh? Chicken. Silky chicken. Con gà màu đen. Sorry. Mà dành cho tất cả các trò chơi, dành cho mọi lứa tuổi luôn đó. Thì bây giờ anh xã của mình á, anh sẽ mua ticket, mua vé cho tụi nhỏ nó chơi mấy cái trò chơi ở đây nha cả nhà. Như lúc mà ban đầu trong video mình đã nói là mình vé mình vô cổng riêng, còn cái vé này là cái vé mình để mình mua để mình chơi mấy cái trò chơi, thì có cái vé này mình mới tham gia các cái trò chơi được nha cả nhà. Thì ngay chỗ này là có ba cái trạm để người ta họ bán vé cho mình để cho mình tham gia các cái trò chơi đó. Lắng nghe, come here, lắng nghe, come here. Lắng nghe, come here. Lắng nghe, lắng nghe. Lắng nghe, quán này cho người ta coi nè. Cái này người ta hầu biểu diễn đó cả nhà.
xe, lấy xe đó thôi. Hi, hi boy. Hi. Go, go, come here, come, come. Come, come. Hi, boy. Hi, Sydney. Trời, cái này mà chơi cái gì? Anh chơi này chán lắm, chơi khác đi. Món kẹt cũng chơi này không? This is fast pass. Yes, it is. Ba đứa ngồi chung được hả? Lấy điện thoại chụp cho tấm hình luôn kìa. Chụp cho Y Chì mó kẹt luôn á. Chụp cho mó kẹt đi rồi tới chụp cho Y Chì với Sydney. Woo!
cái đó là lát được cái trái banh đó đó. Không, thì phải trả tiền. Không, chị vô chị quýnh thôi, 5 tiết kịch, 5 tiết kịch một cái. 5 cái vé mới được quýnh một cái. Ôi đợi thôi mất quá vậy. 5 tấm vé hả? Nó quýnh được một cái hả? Vô. Hả? À, mất cái là quýnh đi con, quýnh cái nữa đi. 5 đồng thôi. 5 đồng một cái hả? Mua riêng chứ không phải trong cái thẻ này hả? Try AJ. Để xe không muốn hả? Want try AJ? Want try? So are you not to know? Mommy say no, yeah. What? Go other price. Nó muốn cái small, nó muốn cái nhỏ. Go big one. Okay. Rồi có chơi cái này không? Em chơi cái này cũng được nè. Cái này cao quá. Dập chung mình chơi giống gì nó mới vui. Tại bả không muốn chơi á, hiểu không mà? Bả không muốn ngồi chung rồi đó. Let me take a quick second to tell you about this very rare and very special gator fish. My friends over there, they're called the Gloucestershire Old Spot. Now, don't confuse that with my friend Brian's Old Age Spot. They hail from a place called Gloucester County, England, and they were brought over some decades ago, but their numbers got a favor. All right, let's have our second round. Athletes are at the gates. These are our international team of pigs, the speediest flying across the seven seas. And in that first lane, on the blue number six, folks, he's the most talented of all our pigs. He's trained in the martial arts, especially trained in the martial arts. Over the second round, number six, let's give it up for Bob, folks. All
for our second round of pizza. Anh, tụi con mà nó thích tục nó, chúng cho tục nó kìa. Anh thấy có tục nó không?